Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Vào lúc 1 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 10 tới đây, tạp chí France Football sẽ công bố chủ nhân của quả bóng vàng 2022. Để tiếp tục series về các quả bóng vàng gây tranh cãi trong quá khứ, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện về Robert Lewandowski, cầu thủ đã có 2 lần hụt danh hiệu cao quý này. Có lẽ cho tới lúc này, nhiều người xem bóng đá vẫn đang tự hỏi lần cuối cùng một cầu thủ đến từ Bundesliga nhận được quả bóng vàng là khi nào. Câu trả lời là vào năm 1996, tức là từ rất lâu rồi, khi Matthias Sammer của Borussia Dortmund được xướng tên trong đêm trao giải. Có đôi lần người ta đã kỳ vọng lên Ribery, và gần đây nhất là Lewandowski vào các năm 2020 và 2021. Và nếu như nói về Lewandowski và danh hiệu của bóng vàng, có lẽ sẽ chỉ còn là những sự tiếc nuối. Đã 2 năm liền, 2020 và 2021, tiền đạo người Ba Lan đã xuất sắc hơn tất cả, giỏi hơn tất cả, nhưng vẫn không thể có được danh hiệu cá nhân danh giá nhất thế giới. Vào năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid là quá lớn, danh hiệu bóng vàng đã bị buộc phải hủy bỏ. Đến năm 2021, Lewandowski chỉ là người về sau Lionel Messi, mặc dù cầu thủ người Ba Lan đã có một mùa giải cực kỳ xuất sắc và rất nhiều người đã nghĩ rằng anh sẽ được ghi danh. Chính chủ nhân của bóng vàng năm đó là Lionel Messi đã nói trên bục phát biểu: Robert Lewandowski, anh xứng đáng có được quả bóng vàng. Mùa giải 2020-2021 có lẽ là quãng thời gian sung mãn nhất của cầu thủ người Ba Lan kể từ khi chuyển đến thi đấu cho Bayern Munich. Việc ghi bàn dường như đã trở thành một thói quen đối với Lewandowski. Ghi 34 bàn thắng sau 31 trận đấu, anh đã trở thành cầu thủ đầu tiên hoàn tất cú ăn 3 vô phá lưới tại Bundesliga, Cúp Quốc gia và Champions League. Ở giải Cúp Quốc gia Đức, tiền đạo sinh năm 1988 đã có 6 bàn thắng và con số là 15 tại Champions League. Cũng vào chính năm đó, anh chia sẻ rằng, xin trích dẫn: "Tôi sẽ 32 tuổi vào tháng 8 này, nhưng tôi chẳng thấy có chút nào là mình đã già đi cả. Với tôi, tuổi tác không quan trọng. Không chỉ là 2 hay 3 mùa giải nữa, tôi sẽ cố gắng không để tuổi tác ảnh hưởng nhiều tới việc thi đấu và sự nghiệp của mình." Hết trích dẫn. Và quả thực, anh đã làm được. Mùa giải này, anh cũng đang là cây ghi bàn số 1 khi chuyển sang thi đấu cho Barcelona, đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại La Liga với 9 lần lập công. Ở mùa giải 2021, Lewandowski tiếp tục tỏa sáng, nhưng một chai rượu vang đã đạt tới độ hoàn hảo khi anh ghi bàn như máy, xô đổ những kỷ lục và dần trở nên vĩ đại tới mức độc bản. Robert Lewandowski là người duy nhất trên thế giới ghi được 59 bàn thắng trong năm đó, và không một ai khác trên thế giới ghi được 19 bàn liên tiếp trên mọi đấu trường. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã nói rằng, trích dẫn: "Tôi không thể nghĩ tới ai khác xứng đáng nhận quả bóng vàng hơn là Lewandowski. Anh ấy đã liên tục ghi bàn trong nhiều năm qua. Chắc chắn Lewandowski là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại." Hết trích. Không chỉ nhận được sự công nhận từ ông thầy của mình, thủ quân của đội tuyển Ba Lan cũng nhận được những lời khen ngợi từ phía những người đồng nghiệp khắp châu Âu. Ở phía bên kia eo biển Manche, tiền vệ hàng đầu thế giới là Kevin De Bruyne cho biết: "Nếu có quyền, tôi sẽ quay ngược lại 2 năm và tôi sẽ chọn Lewandowski cho danh hiệu của bóng vàng bởi những gì anh ấy đã làm được trong 2 năm qua. Anh là một cỗ máy ghi bàn và cũng đã giành rất nhiều danh hiệu với Bayern Munich." Xin hãy trích dẫn. Chỉ trong đầu mùa giải, Lewandowski đã có cho mình 25 bàn thắng chỉ sau 20 trận. Một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp mà khó có một cầu thủ nào có thể đạt được, thậm chí là Ronaldo hay là Messi ở thời đỉnh cao. Về hiệu suất ghi bàn, đóng góp cho đội bóng hay những màn trình diễn trên sân, có lẽ cần phải công nhận rằng Lewandowski đã đứt Lionel Messi, rõ ràng là như vậy. Có lẽ anh chỉ thua kém ngôi sao người Argentina ở cấp độ đội tuyển khi Messi đã có cho mình chức vô địch Copa America đầu tiên cùng với đội tuyển Argentina. Thậm chí, chính Evunga cũng không tự tin về khả năng chiến thắng của mình. Khi được hỏi là anh có tin mình sẽ giành quả bóng vàng 2021 hay không, thì đội trưởng đội tuyển Argentina cho hay: "Thú thực là không. Phần thưởng lớn nhất tôi đã giành được chính là chức vô địch Copa cùng với đội tuyển Argentina. Tôi đã đạt được một trong những mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình, và giờ thì cái gì đến cũng sẽ đến thôi." Về phía Lewandowski, anh vẫn giữ cho mình sự khiêm tốn và tôn trọng các đối thủ. "Được ở đây cạnh tranh cho giải thưởng này đã là một giấc mơ, bởi tôi biết nó khó khăn như thế nào. Tôi đến từ một quốc gia có nền bóng đá không mạnh, vì thế nó càng có ý nghĩa khi tôi được ở đây. Tôi nghĩ mình đã thể hiện đủ để có thể nghĩ tới quả bóng vàng." Khi mà đêm trao giải tới, dù danh hiệu thuộc về Lionel Messi, Lewandowski vẫn không biểu lộ nhiều cảm xúc và vỗ tay ủng hộ người đồng nghiệp Argentina. Trên môi của anh vẫn nở nụ cười. Nụ cười đó dù có phần gượng gạo nhưng vẫn tô đậm những phẩm chất rất đẹp của cầu thủ người Ba Lan. Giá như quả bóng vàng 2020 không bị hủy, giá như Ba Lan có nhiều hơn những cầu thủ đẳng cấp để Lewandowski có được một quả bóng vàng danh giá, cụ thể hóa những niềm tin yêu và những đánh giá rất cao mà giới chuyên môn dành cho anh. Nhưng dù có quả bóng vàng hay không, cả thế giới bóng đá đã dành cho anh sự công nhận rằng anh là một trong những tiền đạo hàng đầu trong lịch sử bóng đá thế giới.
Quả bóng vàng chính là danh hiệu duy nhất còn thiếu mà Lewandowski chưa thể chạm tay vào được. Với quyết định chuyển đến chơi cho Barcelona ở độ tuổi ngoài 30, và trong giai đoạn tái thiết này, chân sút người Ba Lan vẫn đang giữ phong độ và bản năng săn bàn khủng khiếp của mình. Nhưng để có thể cạnh tranh được quả bóng vàng sẽ cần rất nhiều yếu tố, không chỉ ở cá nhân mà còn ở tập thể. Cầu thủ người Ba Lan không còn nhiều thời gian để chơi bóng trên đỉnh cao, và anh còn phải cạnh tranh rất nhiều với những cầu thủ còn đang rất trẻ, đang nổi lên như là Erling Haaland hay là Kylian Mbappe. Vì vậy, để có một cơ hội cạnh tranh danh hiệu bóng vàng một lần nữa là điều cực kỳ khó. Đó chính là toàn cảnh với hai mùa giải đỉnh cao của Robert Lewandowski. Khác với Frank Ribery và Wesley Sneijder đã giải nghệ, cầu thủ người Ba Lan vẫn còn đang chơi bóng trên đỉnh cao, đang là chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới của La Liga Tây Ban Nha. Liệu chân sút ghi bàn nhiều thứ hai tại Đức còn có cơ hội giành được quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp hay không? Hãy comment ý kiến của bạn ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.